Đây này em Hà xin kính chào tất cả các bác nhá. Lan nhà em này này. Đấy. Để em bật cam sau cho các bác nhìn nhá. Đây này, đấy, em toàn bộ là treo bờ rào hết nhá các bác nhá. Đây, ở trên mái này. Đấy. Ở trên ngọn cây cũng có nhá các bác nhá. Em nuôi lan nó tự nhiên thôi. Đấy, tự nhiên thôi nha các bác nha. Đấy, trèo này. Đấy, lan nhà em nó vậy nha các bác nha. Đấy. Đấy. Đấy, trên mái luôn này. Em để trên mái nha các bác nha. Các bác ngắm này. Lan rất đơn giản. Đây nha các bác nha. Đấy, lan phi điệp vàng em cho hết lên trên này. Trên ngọn cây luôn này. Này nha các bác nha. Không các bác lại bảo em đi đấy. Lan nhà em nó đẹp này mà. Vườn đẹp không các bác? Đấy nha. Đấy. Giò tam bảo sắc vào quế to luôn này. Này nha. Đấy, đẹp không ạ? Lan thì em treo rất đơn giản nha các bác nhá. Nên là các bác về, các bác đây là cây cáo phân nhánh này này, các bác này. Đây nha. Đấy. Cáo đỏ. Em đang nuôi như đang ra rễ nhá, đang chạy rễ đâu. Giò gà nhà em to các bác. Đấy. Bác nào muốn chơi hàng khủng thì đây. Em bảo các bác 700.000 các bác không lấy này, em cho hết lên đây này. Đấy. Lan nhà em chỉ treo ăn nắng trực tiếp luôn nha các bác nha, không phải là em ấy đâu. Câu view viết gì cả, như em làm cái xà sắt như thế này thì các bác biết là mẹ lan nhà em nó như thế nào. Đấy. Trong xanh luôn nha các bác nhá. Đấy nên là các bác về các bác chăm nó bao giờ nó dễ hơn. Đấy, trồn nhà em này. Ăn nắng trực tiếp nên là lá nó hơi vàng vàng như thế này, nhưng nó không ảnh hưởng một cái gì luôn. Đấy. Đấy. Giò tam bảo sắc nó còn sát đất này luôn này các bạn này. Đấy. Đấy nha, em cho các bác xem nha. Ở trong này là cái hàng nó em cho mới trồng. Đây, lan nhà em đây này. Đấy, các bác nhìn này. Trâu nó ăn nắng tuyệt đối luôn này. Vàng ươm luôn. Mà không cháy nắng nữa gì nha. Đang hoa luôn này. Các bác này. Đấy, nụ rồi. Nụ tím như các bác. Đấy, lan nhà em này. Đấy nha các bác nha. Đấy, em treo lên trên chốc của cái ấy luôn. Đây là lan bờ rào nha các bác nha. Hạc vĩ nha em đây nha. Đấy. Treo thực tế như thế này thì nó lá nó hơi vàng. Nó không bao giờ nó xanh được. Làm gì nó xanh được các bác nhỉ? Đấy nên là các bác về nuôi bao giờ nó cũng dễ hơn đấy. Đấy nha, lan nhà em nó vậy. Kèn kiếc thì em cho vào trong này nhốt nha các bác nha. Không cho ra ngoài. Cho ra ngoài sợ mất. Đấy, dầu quế.
Quế siêu to khổng lồ rồi nha các bác nhá. Kèn này. Đây nha, đấy. Giò trâu nhá. Các bác nhá. Đấy, giò trâu nụ ấy. Nụ rất nhiều ấy, cây này nụ. Nó đang sưng. Đấy, giò trâu các bạn này. Lan thì em này chỗ nào em cũng treo luôn. Đây giò trâu các bác này. Đấy. Đẹp không ạ? Đây nha, lan này nha. Một giò chồn, gọi là một trụ chồn siêu to khổng lồ nha. Đấy. Đẹp không các bác? Ăn nắng trực tiếp nha các bác nha. Ăn nắng trực tiếp nha. Đấy, lan này em như này nha các bác nha. Em treo toàn bộ bờ rào hết. Nên là các bác. Đấy, cái cảnh này là cái cảnh em quay lan này nha các bác nha. Đây này, đấy. Em còn để lan ở trên máy tôn luôn nha các bác nha. Vẫn đẹp như ai luôn. Vâng, em mời các bác ngắm vườn của em, nó rất đơn giản và ấy nha các bác nha. Nên là các bác xem kinh nghiệm thì em nó cũng không có nhiều nha các bác nha. Bây giờ em lên bán hàng nha các bác nha. Một cây giáng hương tam bảo sắc nha. Là như một cây nhạn luôn này. Xếp rụt rịt, lá dài, đều. Đấy. Các bác nhá. Cây này như thế này nhá. Cái lá này hơi dập này các bác này. Đấy. Mất cái lá này thôi. Còn không làm sao hết nha các bác nhá. Cây như này nhá. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nhá. 300 nghìn một cây này nhá. Rất đẹp luôn. Nó rụt rịt như thế này mà. Đấy. Nó khác thường nha các bác nha. Nên là em bán hơi cao một tí cho các bác sưu tầm nha. Cây này số 1 nha. 300 nghìn. Số 2 này các bác này. Một cây này. Đây nha các bác nha. Một cây này nha. Đấy, xếp rụt rịt chưa? Lá từ gốc luôn. Hai cây. Cây này thì lá thì siêu dày, siêu ngắn nha các bác nha. Đây các bác này, chỉ tầm 12 15 cm thôi. Đây nha, lá này nha. Đẹp lắm các bạn, dày rụt rịt luôn. Cây nguyên bản nha các bác nha. Với lại một cây như này nha. Đấy. Em bán cây này nha cho các bác nha. Với giá là 300 nghìn nha. Thôi 280 nghìn đi. 280 nghìn nha các bác nha. 280 nghìn. Đấy. Cây này là cây đẹp nhất, VIP nhất. Cây này. Và xong cây này nha. Đấy. 300 nghìn nha. À 280 nghìn nha. Cho giò số 2 nha. Số 2 nha các bác nha. Số 3 này. Đây nha, một cây nha. Một cây này. Đấy, nguyên bản nha. Hai cây này. Cây này nha, em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. Các bác về, các bác cứ treo như này lên cho em là ok rồi. Đấy. 300 nghìn nha, cho giò số 3 nha. Số 4 nè. Một cây này nè. Một cây này nha. Nguyên bản xong em buộc thêm cục gỗ vào nha. Đấy. Đang chạy dễ hết rồi. Lá được 4 sen nha. Với lại cây này nha. 400 nghìn nha.
400.000 hai cây nhá. Các bác nhá. 400.000 hai cây. Đấy. 400.000 cho giọt số 4. Số 5 một cục tròn nguyên bản nhá, một cục tròn nguyên bản nhá. 4 cặp lá. 200.000 nhá. 200.000 nhá các bác nhá, số 5 nhá, 200.000 nhá. Số 5 200.000. Số 6 này. Một giọt dáng hương tam bảo sắc nhá. Cái này này, các bác nhìn là ăn nắng kinh khủng không? Đấy, lá nó bóng bẩy như này mà như không ảnh hưởng một cái gì luôn. Giò này nhá, giò thuần nhá các bác nhá. Giò thuần như này nhá. Em bán 200.000 nhá. 200.000 nha các bác nhá. Cho giò số 6 nhá. Đây đây. Hai cái này là combo là 400.000. Tiếp tục. Một cây chè nhá, một cây chè nhá. Một cây chè như này nhá. Các bác nhá, một cây chè nhá. Hai cây chè nhá. Hai cây chè này em bán 150.000 nhá, 150.000 nhá các bác nhá. Hai cây như này nhá. Đây nhá. Đấy. Chè này thì về các bác uống nó rất đẹp nha các bác nhá, nó mềm lắm. Hai cây chè đá 150.000. Số 7 nhá. Số 6 là 200.000 nha các bác nhá. Số 7 là 150.000. Số 8 này hoàng thảo kèn nha các bác nhá, hoàng thảo kèn nhá. Đấy, tím không các bác? Thân này quá tím luôn. Được hơn 30 sen. Hơn 30 sen. Em bán cho các bác với giá này tầm 32 sen. Em bán cho các bác với giá là 320.000. 320.000 nhá, một thân kèn nguyên bản từ rừng về nhá. 320.000, thân tím lịm luôn. Nha các bác nhá. Đây ạ. Đó. 320.000 cho giọt số 8. Số 9 nha các bác nhá. Một thân tiếp tục. Tím không? Các bác. Đấy. Một thân này nhá, được 40 sen. Hơn 40 sen này các bác, hơn 40 sen. Em bán thân này cho các bác này. 360.000. 360.000 nha các bác nhá. 360.000. Nguyên bản, hàng vừa về hôm nay luôn. Các bác nhá, vừa về hôm nay luôn. 360.000. Cho giò số 9 nhá. Số 10 này. Được 30 sen. Em bán thân này cho các bác với giá là 300.000. 300.000 nha các bác nhá, 300.000. Đấy. Hoàng thảo kèn lái châu nha các bác nhá. Hoàng thảo kèn vẫn là hoàng thảo kèn lái châu. 300.000 cho giọt số 10. Số 11 này, 20 sen này. Đấy. Em bán 250.000 nha, 250.000 nha các bác nhá. Đấy, đẹp không ạ? 250.000. Số 11. 2 cục như này nhá, một cục nhá. Đấy. 2 cục nhá. 2 cục này em bán cho các bác với giá là 300.000 nhá, 300.000 nha, 2 cục nhá. Họ vẫn là hoàng thảo kèn lái châu nhá. Đấy. 300.000 2 cục hoàng thảo kèn lái châu. Tính vào là 150.000 một cục nhá.
cho giọt số 12. Số 13 nhá. Họ bóc vỏ thôi ạ. Hai thân rồi. Thân này là được gần 30 sen này, 25 tính 25 sen này. Và một thân này này. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 370 nghìn nha, hai thân này nha, 370 nghìn nha. Đấy, 370 nghìn nha các bác nha. Số 13. 370 nghìn. Số 14 nè. Số 14 vẫn là Hoàng Thảo Ken Lai Châu nhá. Hai thân này nhá. Em bán cho các bác với giá là 370 nghìn. 370 nghìn nhá. Cái này là không phải bị gãy mà là dân nó buộc vào thôi nha các bác nhá. Đó, không phải gãy đâu. 370 nghìn. Hai thân. Được. 15, gần 15 xe này. 15 xe. Đó. 370 nghìn nhá. 10... 14 nhá. 15 nè. Đây là hai thân nhá, đây là hai thân nha các bác nhá. Và một thân này nhá. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 450 nghìn. 450 nghìn nhá. Ba thân nhá. Ba thân ra hoa. Năm nay nó vẫn ra hoa nha các bác nhá. 450 nghìn. Cho giò số 15. Số 16 này, hai thân nhá, hai thân nhá các bác nhá. Số 16 hai thân. Cái này nữa. Đấy, là ba thân. Ba thân này em bán cho các bác với giá là 350 nghìn. Ba thân này nhá, 350 nghìn nha các bác nhá. Số 17 à? À 16 nhá, 350 nghìn nhá. Ba thân nhá. Số 18 này. À số 17 này. Số 17 nhá. Đấy, hai thân này, thân này là được 15 sen, thân này được 20 sen. Đấy. Hai thân này nhá. Em bán cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha các bác nha. 400 nghìn nha. Hoàng Thảo Ken vẫn là Hoàng Thảo Ken Lai Châu nha. 400 nghìn. Cho giò số 17. 400. 18 này. Thân này thì tím nha các bác nha. Thân này tím lịm luôn này. Đấy. Thân này em bán cho các bác với giá là 200 nghìn. 200 nghìn nha. Nguyên bản. Họ bóc vỏ nha các bác nha. 200 nghìn cho giò số 18. Vâng, cuối video em cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bác nha. Hôm nay em cũng không có nhiều hàng. Và mong được sự ủng hộ của các bác nha. Hoàng Thảo Ken thì các bác nào chưa có thì các bác sưu tầm nha. Vâng, em xin chào tất cả các bác.